Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mục tin tức của Đường Hai Chiều. Mình là Thảo Anh. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức nóng hổi về thị trường xe trong những ngày vừa qua nhé. Honda City Hatchback mới sẽ được chính thức bán tại thị trường Indonesia, tuy nhiên sẽ bị cắt giảm còn duy nhất bản RS. Mercedes-Benz Việt Nam đã chính thức có thêm phiên bản C180 AMG mới với mức giá bán là 1 tỷ 499 triệu. Ô tô bay được công ty Aeromobile hoàn thành những chuyến bay thử nghiệm và dự tính sẽ cho ra mắt thị trường vào năm 2023. Honda CT125 chuẩn bị được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Sau thị trường Thái Lan thì chiếc Honda City Hatchback mới sẽ chính thức được bán tại thị trường Indonesia, tuy nhiên thì sẽ bị cắt giảm duy nhất còn bản RS thay vì các bản biến thể như là Hybrid hay là tăng áp tại thị trường Thái. Sự ra mắt của Honda City Hatchback tại thị trường Indonesia được cho là thay thế cho chiếc Jazz thế hệ đời thứ 3 trước đó và sẽ là đối thủ cạnh tranh với những mẫu hatchback hạng B cùng phân khúc như là Toyota Yaris hay là Mazda 2. So với bản sedan của Honda City thì mẫu hatchback sẽ có chiều dài ngắn hơn khá là đáng kể, khoảng 299mm. Còn nếu mà so với bản Honda Jazz RS tại Indonesia thì chiếc xe này lại dài hơn khoảng tầm độ 314mm. Ngoại thất xe thì được thiết kế khá là thể thao và nhấn nhá màu đen cùng bộ đèn full LED và cặp mâm 16 inch. Ngoài ra thì cũng không có gì quá là vượt trội so với những chiếc xe cùng phân khúc. Nội thất được thiết kế mang phong cách khá thể thao tương tự với bản sedan. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị những công nghệ cơ bản như là màn hình giải trí 8 inch có hỗ trợ Apple CarPlay và WeBlink, điều hòa tự động một vùng. Những trang bị an toàn có thể kể đến là 6 túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp và vân vân thì cũng đã được Honda bổ sung cho phiên bản này. Xe được trang bị khối động cơ hatchback RS 1.5L iVTEC 121 mã lực cùng với mô men xoắn cực đại là 145 Nm. Mặc dù tại Indonesia thì có mỗi bản RS, tuy nhiên thì khách hàng có thể tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc là số tự động vô cấp CVT. Ở bản hộp số CVT thì xe còn được thêm tính năng khởi động từ xa cùng với vô lăng tích hợp lẫy chuyển số. Theo một số nguồn tin thì phiên bản này sẽ được chính thức bán tại Indonesia vào cuối tháng 4 và giá bán của phiên bản này thì vẫn chưa được công bố. Tại Việt Nam thì chúng ta vẫn chỉ có 3 bản sedan của Honda City mà thôi và rất có khả năng là trong tương lai gần phiên bản hatchback này sẽ được đưa về thị trường Việt Nam để tiêu thụ. Vừa qua thì Mercedes Việt Nam đã chính thức cho ra mắt chiếc C180 AMG mới với mức giá là 1 tỷ 499 triệu. Và đây chắc hẳn sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho những khách hàng thích một chiếc xe sang, phong cách thể thao với mức giá dễ tiếp cận. Nhằm tăng tính cạnh tranh cho dòng C-Class tại Việt Nam thì Mercedes đã có thêm phiên bản C180 thể thao cùng gói AMG Line với mức giá cao hơn so với bản C180 là 100 triệu. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có hai phiên bản khác, đó chính là C200 Exclusive với giá bán là 1 tỷ 699 triệu và bản C300 AMG với giá bán là 1 tỷ 969 triệu. Phiên bản C180 AMG được mang ngôn ngữ thiết kế mới mà Mercedes đang theo đuổi. Ngoại thất ở phiên bản này có phần tương đồng với đàn anh C300 AMG với lưới tản nhiệt phong cách Diamond. Ngoài ra còn có bộ mâm 18 inch với 5 chấu kép hình ngôi sao khác biệt với bản cũ. Chúng ta sẽ có 5 sự lựa chọn về màu sắc ở phiên bản này, bao gồm trắng, đen, đỏ, xanh và xám. Khoang nội thất của phiên bản này thì không có nhiều thay đổi so với phiên bản 180 tiêu chuẩn. Chúng ta vẫn có vô lăng 3 chấu dạng tròn và điều hòa 2 chiều, vân vân. So với bản cũ, xe cũng có thêm hệ thống treo tinh chỉnh cứng hơn, hạn chế dao động khi đánh lái nhằm cải thiện trải nghiệm của người dùng. Những tính năng an toàn thì vẫn giống như ở phiên bản cũ và đi kèm với những thay đổi trên thì xe vẫn được sử dụng khối động cơ i4 1.5 tăng áp kép có thể sản sinh ra công suất cực đại là 156 mã lực và mô men xoắn là 250 Nm. Dự đoán thì trong thời gian sắp tới, chiếc xe này có thể dẫn đầu phân khúc với ngoại thất nịnh mắt, trang thiết bị hấp dẫn cùng với cả mức giá dễ tiếp cận hơn so với những đối thủ khác cùng phân khúc như là chiếc BMW 3 Series, Audi A4 hay là Lexus ES. Mới đây thì ô tô bay, thứ mà chúng ta tưởng chừng là chỉ có thể nhìn thấy ở trên những bộ phim khoa học viễn tưởng thì đã được công ty Aeromobile hoàn thành những cuộc bay thử nghiệm và dự tính là sẽ cho ra mắt thị trường vào năm 2023. Đây chắc chắn sẽ là một tin tức hào hứng đối với những đô thị mà đông đúc, luôn luôn phải chịu cảnh giao thông ùn tắc và có lẽ là ô tô bay sẽ là một giải pháp khá là tiềm năng. Aeromobile là một công ty được thành lập vào năm 2013 tại Slovakia và là một trong số ít công ty theo đuổi ước mơ đưa các mẫu ô tô bay vào đời thực. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Aeromobile là công ty Terrafugia tại Mỹ, cũng làm về mảng phát triển ô tô bay. Mẫu phương tiện này sẽ phải trải qua những bài kiểm tra khắt khe ở những quốc gia khác nhau. Được biết, Aeromobile đã thử nghiệm xe từ tháng 9 năm 2020 và đang chờ được cấp chứng nhận bởi Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu. Bên cạnh đó, họ cũng đang chờ chứng nhận từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ. Mẫu xe này có tầm bay là 740 km với tốc độ tối đa là 260 km/h.
Trước đó vào năm 2014 thì hãng cũng đã cho chạy thử nghiệm 3 phiên bản nguyên mẫu. Tuy nhiên thì lúc đó vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm các nguyên liệu phù hợp và tối ưu hóa phương tiện. Có lẽ cuộc đua thương mại hóa của hai hãng ô tô bay Aeromobile và Terrafugia ngày càng trở nên khốc liệt khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã cấp giấy chứng nhận hoạt động cho phiên bản xe bay thể thao của Terrafugia. Điều đó có nghĩa là phương tiện này có thể được giao đến tay người tiêu dùng sớm nhất vào năm 2022. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa rõ về mức giá bán của những phương tiện được gọi là đến từ tương lai này. Tuy nhiên thì vào năm 2018, Terrafugia cho biết phiên bản xe thể thao của họ sẽ được bán với mức giá khoảng 400.000 USD. Trong tương lai thì mong rằng mức giá của chúng sẽ không cao như độ cao mà chúng có thể đạt được. Theo một nguồn tin không chính thức thì hiện nay đã có tin đồn chiếc CT125 đã được nộp hồ sơ đăng ký bản quyền bởi công ty Honda Motor Việt Nam, và khả năng lớn là chiếc xe này sẽ được phân phối chính hãng cùng với cả hai người anh em của nó là chiếc Super Cup 125 và Monkey 125. Chiếc xe này là phiên bản nâng cấp từ chiếc Super Cup 125. Trước đó vào tháng 6 2020 thì chiếc xe này đã được bán tại thị trường Thái với mức giá là 62,5 triệu cho bản tiêu chuẩn. Ngoại hình của chiếc xe này được đánh giá là chất ngầu và đậm chất off-road hơn bản C125. Honda đã lược bỏ hai ốp lưng hai bên và để lộ phần khung sườn đơn ra ngoài. Lốp xe cũng được trang bị loại lốp gai điện hình, thêm vào đó còn có chi tiết bô xe vắt ngang thú vị khi được đặt trên cao giúp xe lội nước dễ dàng hơn. Nhìn chung thì ngoại hình của chiếc xe này giúp ta liên tưởng đến một chiếc Scrambler cỡ nhỏ. Ngoài ra thì tại thị trường Thái Lan có tổng cộng 3 phiên bản. Bản tiêu chuẩn 62,5 triệu, bản City Trail là 70 triệu và bản Country Trekking là 80 triệu. Chiếc xe này được trang bị khối động cơ giống với cả Honda Super Cup HOHC 4 thì 124cc làm mát bằng không khí, cho ra công suất tối đa là 8,8 mã lực tại 7.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 10,8 Nm. Bên cạnh động cơ thì bộ khung trên chiếc C125 cũng được sử dụng lại ở trên chiếc xe này. Tuy nhiên thì cấu trúc đã được gia cố chắc chắn hơn và có hệ thống treo trước hành trình dài. Hiện tại thì chưa có thông tin chính thức về thời gian giao bán chính hãng của chiếc xe này tại Việt Nam. Và rồi đó là tất cả những cái tin tức mà mình muốn chia sẻ trong chuyên mục bản tin lần này. Nếu mà các bạn thích video thì đừng quên like và subscribe Đường Hai Chiều để chờ đón những tin tức mới nhất. Và bây giờ thì hẹn gặp lại. Bye bye!